Ngày 17 tháng 10, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục diễn ra phiên xét xử ăn lận thi cử kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Ông Lính khai vào ngày 20 tháng 7, sau khi được mời tới cơ quan an ninh điều tra làm việc thì bị giữ lại 3 ngày đêm, dẫn tới bị khủng ngại tinh thần. Trong một số biên phiên bản ghi lời khai và hỏi cung, có một số nội dung ghi không đúng lời khai của bị cáo. Trong phiên xét xử chiều nay, ông Lính đề nghị hội đồng xét xử so sánh biên phiên bản hỏi cung, ghi lời khai với biên phiên bản tự khai của mình trong cùng một ngày. Ông Lính đưa ra ví dụ việc diệt vào sáng 23 tháng 7, bị cáo khai nhờ xem điểm nhưng điều tra viên lại ghi là nhờ xem điểm. Vào ngày 16 tháng 1, trong buổi làm việc với điều tra viên Đào Tạo Viên, sau khi đọc hoàn thành biên phiên bản hỏi cung, thấy ghi không đúng lời khai, ông Lính đề nghị Đào Tạo Viên phải ghi cho đúng nhưng Đào Tạo Viên không thực hiện mà yêu bị cáo tự ghi bổ sung. Ông Lính cũng khai, một số phiên bản tự khai của ông được chép từ tài liệu điều tra do công an cung cấp. Một số lời cam kết trong các biên phiên bản không phải ý của bị cáo mà đã được đánh máy sẵn. Tại phiên xét xử, luật sư nhắc lại lời khai của bà Nguyễn Thị Hồng Nga, cựu chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng, về việc trước kỳ thi, ông Lính gọi bà Nga lên phòng làm việc và đặt vấn đề nâng điểm cho con em của sếp. Tuy nhiên, một lần nữa, ông Lính phủ nhận điều này và khẳng định Nga khai không đúng. Đến chiều 30 tháng 6, bị cáo đưa danh sách cho bà Nga và nói nhờ xem điểm cho các thí sinh của sếp. Ông khẳng định ngoài bà Nga thì không dàn xếp với bị cáo nào khác, cũng không chỉ đạo hay có ý tứ gì yêu cầu bà này. Chủ tọa phiên tòa cho biết trong quá trình xét xử sẽ có thể triệu tập Đào Tạo Viên để làm rõ.